see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Nhà đẹp ABA Home cùng công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại ABA. Hôm nay chúng tôi lại rất vui lại được gặp lại các bạn để giới thiệu cho các bạn một cái mẫu biệt thự 2 tầng mái Nhật và 1 tầng mái Nhật theo phong cách hiện đại được chúng tôi thiết kế cho gia đình của anh Nguyễn Văn Hải ở thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. Những lời giới thiệu của khách hàng cũ thì anh Hải đã tin tưởng giao phó chúng tôi để thiết kế cho gia đình anh một cái tổng thể hai ngôi nhà liên tiếp nhau để là nơi anh và cùng gia đình là quây quần để nghỉ ngơi trong những dịp lễ, dịp Tết và dịp hè. Bởi vì anh có chia sẻ chúng tôi là hiện tại anh đang sinh sống và công tác ở Hà Nội, công việc chủ yếu của anh lại di chuyển vào trong Sài Gòn, nên là về quê là cái lúc mà anh được nghỉ ngơi, nên anh quyết định là xây dựng một cái tổ hợp căn nhà để cho đại gia đình anh có thể là sinh sống. Bởi vì là gia đình anh rất là đông anh chị em, nên là anh muốn làm một cái nhà thật rộng riêng cho gia đình anh, và ngoài ra cho các cái anh chị em trai, anh chị em gái trong nhà, để là nơi mà anh và gia đình đoàn tụ những cái dịp quan trọng trong cuộc sống. Ok, bây giờ để tiếp tục chương trình thì tôi xin giới thiệu cho các bạn cái phương án thiết kế và chúng tôi đã lên cho gia đình anh. Đây là mô hình 2D, 3D của chúng tôi liên quan đến cái mô hình thiết kế nhà. Thì đối với công nghệ BIM thì mô hình 2D, 3D là quyết định là cái mà tạo nên sự khác biệt của công ty chúng tôi so với các công ty khác. Nghĩa là cứ mô hình 3D như thế này thì chúng tôi sẽ có mô hình 2D mặt bằng kèm theo như thế này để các bạn hình dung dễ hiểu, cũng như là các bác thợ có thể là dựa vào đây để tiến hành làm. Ok, đầu tiên thì tôi xin giới thiệu cho các bạn cái mô hình mẫu nhà 2 tầng theo phong cách hiện đại đây các bạn nhé. Ở đây thì anh có chia sẻ là cái mẫu nhà 2 tầng này là mẫu nhà mà anh thiết kế để dành riêng cho phụ huynh của anh, cũng như là anh chị em gái của anh ở các nơi công tác xa để về đây quây quần bên nhau khi mà những dịp lễ, dịp Tết. Thì ở đây thì anh cần một cái phòng sinh hoạt chung rộng và tương đối là nhiều phòng ngủ để mà mọi người có thể là về đây không cần phải thuê khách sạn nhà nghỉ hết, mà là quây quần bên nhau, quây quần bên nhau để mà sinh sống trong ngôi nhà này. Tầng 1 thì chúng ta sẽ là có một phòng bếp liên thông phòng khách, có 3 phòng ngủ, trong đó có một phòng ngủ khép kín. Thì là ở đây thì phòng ngủ khép kín sẽ bố trí phòng khép kín ở dưới cái vị trí cầu thang. Ở đây một điều rất đặc biệt đối với cái nhà 2 tầng này là cái cầu thang của chúng ta thiết kế ngoài. Nghĩa là khi mà lên tầng 2 thì đại gia đình của chúng ta sẽ không cần đi qua ở tầng 1 mà chúng ta có thể lên được ở tầng 2. Đây các bạn có thể nhìn thấy nhé. Cái cầu thang này cầu thang rất là mở, nghĩa là cái không gian cầu thang
tạo nên sự riêng tư khác biệt đối với những cái cầu thang khác các bạn ạ. Tầng 2 cũng là tương tự, là phòng khách liên thông phòng bếp, rồi là không gian phòng ngủ, phòng giặt, phòng vệ sinh. Đấy là cái sự lựa chọn khác so với là đối với các gia đình khác nhau các bạn nhé. Bởi vì là ở đây là cái ngôi nhà 2 tầng này anh dành riêng cho toàn thể là anh chị em và phụ huynh của anh sinh sống ở đây. Còn gia đình anh thì sẽ sinh sống ở dưới tầng 1 này. Thì tôi xin giới thiệu qua cái kích thước của cái nhà 2 tầng các bạn nhé. Nghĩa là chiều rộng phủ bì của chúng ta là 6m9 và chiều dài của chúng ta là 15m1. Thì không gian phòng khách phòng bếp chúng ta là 38m2, rất là rộng rãi thoải mái. Mỗi phòng ngủ của chúng ta có diện tích là dao động từ 11, 13 và 14m2. Vệ sinh ở đây thì anh yêu cầu rất là rộng, anh muốn là ở quê thì là sẽ có một cái phòng vệ sinh rất là rộng rãi thoải mái, chứ không cần chật hẹp như ở Hà Nội hay là Sài Gòn. Trên tầng 2 tương tự cũng thế các bạn nhé. Nghĩa là chúng ta sẽ có một cái cầu thang là 21 bậc chúng ta lên đây, và chúng ta sẽ có một cái không gian sinh hoạt chung tương tự phía dưới thôi. Nhưng một khác chỉ mỗi là chúng ta sẽ không có cái phòng ngủ vệ sinh. Và cái cầu thang ở bên ngoài là một cái điểm nhấn nó khác so với là tất cả các công trình trước đây mà chúng tôi đã thiết kế các bạn ạ. Các bạn có thể nhìn thấy từ góc độ ảnh 3D của chúng ta đây. Riêng cái cầu thang này thì nó là không lẫn đi đâu được các bạn ạ. Nghĩa là có thể là lên tầng 1, tầng 2 và cũng là tạo ra những điểm nhấn kiến trúc trong ngôi nhà. Ở không gian thông tầng của cái cầu thang này thì chúng tôi có bố trí là cái hệ giếng trời để lấy ánh sáng tự nhiên cho cái không gian cầu thang này các bạn nhé. Phối cảnh của chúng ta thì ở đây thì chúng tôi chú trọng lấy những cái cửa sổ mà kịch xuống dưới sàn để tạo làm sao cho lấy ánh sáng tối đa vào trong ngôi nhà, tạo nên một cái điểm nhấn khác biệt hơn so với tất cả ngôi nhà khác các bạn nhé. Bởi vì là phong cách kiến trúc hiện đại, ngoài ra những cái tông màu xám, tông màu nhạt tạo nên một cái vẻ đẹp rất riêng, kết hợp với là những cái chỉ lõm thế này là bố trí là gạch giả ốp và gạch giả gỗ vào đây, tạo nên cái vẻ đẹp rất riêng cho ngôi nhà của gia đình anh. Ok, đấy là ngôi nhà tầng 2 các bạn nhé. Thì bây giờ tôi xin giới thiệu các bạn về cái sâu hơn của ngôi nhà tầng 1, là nơi mà gia đình nhỏ của anh sẽ sinh sống. Gia đình của anh hiện tại thì là có là 4 thành viên, vợ chồng anh và 2 con. Thế thì ở đây thì anh sẽ bố trí là một cái không gian phòng khách cũng tương đối rộng, và phòng khách và phòng bếp liên thông với nhau. Anh quan niệm là cứ nhà ở quê làm sao rộng thoáng nhất cho anh, bởi vì là đất ở quê mình rộng mà, nên mình cứ làm rộng thoáng để mà mọi người cùng nhau là hòa mình vào cái không gian của ngôi nhà, chứ không phải là như ở thành phố các bạn nhé. Nên là cái không gian phòng khách và phòng ăn này rất là rộng, để anh có thể là cái khi mà gia đình tụ họp đây thì anh sẽ tổ chức ăn uống liên thông cả 2 chỗ vị trí này để làm sao cho nó hài hòa hợp lý. Ở đây chúng tôi sẽ bố trí tiếp là 2 phòng ngủ, trong đó có 1 phòng ngủ khép kín và 1 khu vực vệ sinh chung. Đối với cái diện tích thể hiện như sau: phòng khách của chúng ta là 33m2, các bạn có thể nhìn thấy là 33m2. Phòng bếp, phòng ăn chúng ta diện tích là 21m2. Vệ sinh chung chúng ta có diện tích là 6m2 và chúng ta có thể là đặt cả máy giặt bên trong. Mỗi phòng ngủ chúng ta thì có diện tích là 15m2. Ok, đây là cái mô hình 3D của không gian chúng ta các bạn nhé. Ở đây thì cứ mô hình 2D là 3D, là có 3D nên là quý khách hàng chúng ta sẽ dễ trải nghiệm được cái thiết kế của chúng tôi. Ở đây thì anh yêu cầu là làm sao cho nó đơn giản, tinh tế, nhẹ nhàng nhưng hài hòa với tổng quan kiến trúc chung. Và sau khi mà thiết kế xong cái dự án này thì chúng tôi sẽ thiết kế cái khuôn viên sân vườn cổng và từ đường của gia đình anh đây nữa. Thì lúc đấy thì các bạn sẽ có một cái tổng thể khuôn viên rất là tuyệt vời. Bởi vì là tất cả anh em họ hàng của anh cơ bản là quây quần xung quanh đây hết, nên anh muốn làm xây dựng một cái từ đường ở đây nữa để mà chúng ta tạo nên cái điểm nhấn kiến trúc riêng cho đại gia đình anh. Đây, mời các bạn cùng xem qua cái phối cảnh mà chúng tôi thiết kế. Nói chung là với cái phong cách mái Nhật thì sẽ có rất nhiều phong cách kèm theo, nhưng mà ở đây chúng tôi cũng tạo ra một cái nét gì đó gọi là riêng để mà tạo nên một cái sản phẩm nó độc đáo khi mà chúng tôi xây dựng trên cái quê hương. Không giấu gì các bạn, tôi quê gốc ở đây, nên là khi mà thiết kế thì rất muốn tạo ra một cái sản phẩm gì nó đó khác biệt, khác lạ để mà tạo ra một cái điểm nhấn cho quê hương các bạn ạ. Ok, mời các bạn cùng chiêm ngưỡng lại rõ hơn cái phối cảnh của chúng tôi khi mà thiết kế cho gia đình của anh Hải các bạn nhé.
Ngoài ra nữa thì đây chúng tôi sẽ chia sẻ các bạn cái quá trình mà chúng tôi về đây tiến hành và khảo sát các bạn nhé. Sử dụng cái công nghệ Flycam bay trên cao để mà kiểm tra cái phong thủy nước bạn cũng như là yếu tố về thẩm mỹ xung quanh, các khung góc view phía trước và phía sau của cái khuôn đất của chúng ta. Các bạn có thể nhìn thấy đây là cái khuôn đất của gia đình anh ấy, tương đối là rộng, đất ở thị trấn nhưng mà cũng rất là rộng. Ở đây đất thị trấn nhưng mà anh không yêu cầu về kinh doanh, và anh sẽ yêu cầu là làm sao tạo ra một cái ngôi nhà thật là đáng sống để mà gia đình anh về đây quây quần đoàn tụ, thì không phải và được sự tin tưởng của anh thì chúng tôi đã ngày đêm làm việc và tạo ra một cái sản phẩm như thế để cho, và hôm nay chúng tôi đã ngồi đây và chia sẻ cho các bạn để các bạn biết được cái sản phẩm mà chúng tôi đang thiết kế và quá trình chúng tôi làm việc, cũng như là sản phẩm mà chúng tôi đã lên để cho gia đình anh, để mà anh cũng như là chúng tôi chấp nhận. Tính chất công việc của anh Hải là tương đối khá bận, di chuyển nhiều liên tục Sài Gòn và Hà Nội, nên là chúng tôi chỉ có thời gian làm việc với anh vào buổi tối, nhưng luôn thì chúng tôi vẫn là bố trí anh em để chúng tôi làm việc vào buổi tối, giúp gia anh và gia đình có một ngôi nhà thật là đẹp, thật là tuyệt vời, thật là ý nghĩa. Ok, đây đến đây một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong buổi chia sẻ sau, để chúng tôi chia sẻ cho các bạn những mẫu nhà đẹp hơn nữa các bạn nhé. Chào các bạn, hẹn gặp lại. Và các bạn đừng có quên lên trên YouTube, các bạn gõ chữ IBA Home và nhấn nút đăng ký ở bên để luôn luôn theo dõi được những cái sản phẩm đẹp mà chúng tôi thiết kế cũng như là thi công trọn gói. Ngoài cái việc là thiết kế về mặt nội ngoại thất thì chúng tôi còn thiết kế và thi công về mặt nội nội thất bên trong, nên các bạn hãy đừng quên và hãy lưu nhanh số điện thoại của chúng tôi và nhấc máy lên khi cần dịch vụ tư vấn của chúng tôi. Chúng tôi sẽ về đến tận nơi gia đình các bạn để tiến hành là khảo sát đo đạc, xin ý tưởng tư vấn trực tiếp cho các bạn, và sau đó thì thiết kế của chúng tôi sẽ lên để thiết kế cho gia đình bạn. Ok, chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các buổi chia sẻ sau nhé. Tạm biệt.